Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với hồi ức túc cầu của Hơi thở bóng đá. Thưa quý vị, là vào mùa hè năm 2019, Chelsea và Barcelona có một trận giao hữu tại Yokohama. Một trận đấu mang đúng nghĩa biểu diễn trong lịch trình du đấu hè của hai đội. Nhưng 10 năm trước đó, khi đôi bên hội ngộ tại thủ đô nước Anh, đã không có bất cứ không khí thân thiện nào như vậy. Thay vào đó là một bầu không khí chiến đấu, một cuộc cạnh tranh khốc liệt và trên tất cả là một trong những cặp đấu tranh cãi nhất lịch sử UEFA Champions League. Nhưng để hiểu được toàn bộ trận đấu, chúng ta cần phải nhìn lại bối cảnh của trận lượt đi. Chelsea sau sự ra đi của Evergrande đang tái thiết mạnh mẽ dưới thời Cú Chi Đình. Trước khi bước vào trận bán kết lượt đi tại Nou Camp, họ đã đánh bại Arsenal tại bán kết FA Cup và bên mình sẽ đụng độ Everton ở Wembley. Tại ngoại hạng Anh, cơ hội cạnh tranh vô địch với Man United là rất nhỏ. Vậy nên Hiddink hiểu rằng hai chiếc cúp FA và Champions League sẽ là cơ hội hiếm hoi còn lại để ông báo công với Roman Abramovich trong năm đầu tiên dẫn dắt The Blues. Bản thân Chelsea cũng đã cho thấy họ thực sự là khắc tinh với lối chơi tiki-taka của Barcelona. Dù được chơi trên sân nhà ở trên lượt đi, Barca vẫn rất bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Piszczek. Tất nhiên, đó vẫn là một trận cầu ép sân toàn diện của Messi và các đồng đội. Mọi chỉ số từ cầm bóng đến dứt điểm của Barca đều vượt trội, nhưng trong số 18 lần bắn phá khung thành, đoàn quân của Pep Guardiola chỉ đưa bóng trúng đích 6 lần và đều bị Piszczek cản phá. Một con số rất đáng lưu tâm khác, đó là Chelsea đã thực hiện tới 20 lần phạm lỗi so với chỉ 7 của Barcelona, nhưng đôi bên chỉ nhận 2 thẻ vàng. Vì vậy, sẽ là không quá khi nói rằng Chelsea cũng được phần nào các trọng tài ưu ái cho trận lượt đi. Tỷ số không đều trong 90 phút bóng lăn tại xứ Catalan có thể coi là một thành công của thầy trò Hiddink vì họ vẫn còn trận lượt về ở trên sân nhà. Đó cũng là lần đầu tiên trong mùa giải ấy có một đội bóng không để thủng lưới tại Nou Camp. Ngày 6 tháng 5 năm 2009, Chelsea và Barcelona dắt tay những cô cậu nhóc mascot bước ra từ đường hầm Stamford Bridge cho trận lượt về. So với trận lượt đi, Barca nhận tổn thất khi không có được sự phục vụ của Thierry Henry, phải đẩy Iniesta lên đá tiền đạo trái và được Keita vào sân cho vai trò số 8. Còn với Chelsea, họ có đầy đủ những quân bài tốt nhất để phục vụ cho sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích của Cú Chi Đình. Mọi thứ càng tiến triển thuận lợi hơn cho họ khi Mikel Essien chỉ mất có 9 phút để mở tỷ số cho The Blues với một cú ná đại bác sấm sét bằng chân trái. Nhưng có nằm mơ, các cổ động viên của đội chủ nhà cũng không nghĩ rằng đó lại là điểm báo cho một đêm ác mộng mà họ vĩnh viễn không bao giờ quên. Dù bạn có thích Chelsea hay không, dù lối chơi mạnh mẽ của họ khiến bạn yêu thích hay không, thì Cú Chi Đình và đội quân thiện chiến của ông ấy không xứng đáng phải nhận một định mệnh đau lòng đến vậy. Một trận bán kết Champions League đã bị định đoạt bởi sự kém cỏi của trọng tài chứ không phải do sự chênh lệch về đẳng cấp của cao thủ. Henry Winter, ký giả của Telegraph, đã tóm gọn trận đấu bằng những nhận định rất đắt của mình. Quả đúng là như vậy, có tổng cộng 4 tình huống lớn mà ông Oribo đã khiến cho các cổ động viên của Chelsea phát cáu trong trận đấu ấy. Đầu tiên là pha kéo ngã Moroda của Alves trong vòng cấm ở ngay phút thứ 23. Nhưng thay vì một quả phạt đền, ông Oribo chỉ cho Chelsea hưởng một quả đá phạt. 3 phút sau, lại là một tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Lần này đến lượt Eric Abidal liên can khi kéo áo Drogba khá rõ, nhưng mặc cho những khiếu nại tới từ Didier Drogba, vì trọng tài người Na Uy đơn giản là cho trận đấu tiếp tục. Sức nóng của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm trong 10 phút cuối. Chelsea vẫn có những cơ hội của riêng mình, mặc cho Barcelona cố vùng vẫy. Tiếp tục là một pha bóng trong vòng cấm khi Gerard Piqué lóng ngóng để bóng chạm tay từ áp lực của Nicolas Anelka, nhưng vẫn giống như trước đó, Oribo bỏ qua tình huống và cho trận đấu tiếp tục, mặc cho cầu thủ Chelsea đã gào thét như điên như dại vào mặt ông. Đến phút thứ 90+3, cổ động viên đội khách phát điên với bàn thắng của Iniesta. Chỉ ít giây sau đó, đến lượt đội chủ nhà phát điên, nhưng không phải theo một nghĩa tốt. Cú sút của Michael Ballack đi thẳng vào tay của Samuel Eto'o cho vào cấm. Nhưng thêm một lần nữa, ông Oribo lạnh lùng ngoảnh mặt đi, dù Ballack đã chạy một quãng đường rất dài để liên tục hét vào mặt ông. Một sự bất công lên tới đỉnh điểm và tiền vệ người Đức đã không thể kiềm chế thêm được nữa. Tôi chẳng biết ông ta là trọng tài hay kẻ cướp nữa. Tôi chẳng còn lời nào để tả về kẻ này. Ông ta vĩnh viễn không nên cầm còi nữa. Thực sự là một sự sỉ nhục. Jose Bocinva đau đớn trả lời phóng viên của ATP. Huấn luyện viên Cú Chi Đình cũng đau đớn không kém. Tôi cực kỳ thất vọng. Nhẽ ra chúng tôi đã có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nếu những quả phạt đền được thổi chính xác. Các học trò của tôi cảm thấy một sự bất công to lớn. Thực sự không thể tin nổi, một sự ô nhục. Chúng tôi đã bị tước mất 6 đến 7 quả phạt đền một cách trắng trợn. Thực sự ô nhục. Đội trưởng John Terry đã thốt lên như vậy sau một màn trình diễn hoàn hảo của cá nhân anh cùng các đồng đội. Tổng cộng đã có đến 4 quả phạt đền của Chelsea bị từ chối một cách rõ ràng. Didier Drogba ngay sau tiếng còi mãn cuộc đã liên tiếp chỉ vào mặt trọng tài và buông ra những ngôn từ tục tĩu nhất có thể. Tương tự là những tiếng la ó từ khắp các khán đài của Stamford Bridge. Sự tức giận từ phía Chelsea là dễ hiểu. Trận lượt đi họ vẫn còn để cho Barca có cơ hội, thì trận lượt về những gì thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola làm được gần như là con số 0. Họ tung ra 10 cú sút, 9 lần bóng không đi trúng mục tiêu. Cú sút đi trúng mục tiêu duy nhất lại chính là pha làm bàn ở những phút bù giờ của Andres Iniesta. Thậm chí Barca còn phạm lỗi nhiều hơn và phải nhận một tấm thẻ đỏ của Abidal khi trận đấu trôi qua được 2/3 thời gian.
Một trận đấu mà Chelsea đã chơi cực kỳ hợp lý, bóp nghẹt thứ tiki-taka của Barcelona đang thành hình khi ấy. Chỉ tiếc rằng sai lầm của ông Orebo đã khiến cho trận đấu đi theo hướng không thể tin nổi. Đó rõ ràng không phải là một ngày tốt nhất của tôi. Tôi không thể tự hào về những gì mình đã làm được. Tôi đã mắc quá nhiều sai lầm và ai ai cũng nói về nó. Đúng là đã có những tình huống chạm bóng bằng tay trong vòng cấm. Thực sự khó để có thể giải thích vì sao những tình huống như thế tôi lại ra quyết định như vậy. Có lẽ do áp lực, có thể là nhiều lý do khác nữa. Tôi chỉ ước rằng khi ấy bóng đá thế giới đã có hệ thống và để tôi không mắc những sai lầm như vậy. Đó là những lời bộc bạch của ông Orebo khi hồi tưởng lại trận đấu ấy vào năm 2018. Nhưng những lời trần tình muộn màng ấy chẳng thể xoa dịu những ai yêu mến Chelsea. Huấn luyện viên Gus Hiddink thẳng thừng tuyên bố có những âm mưu dàn xếp kết quả trận đấu này. Thậm chí nhiều cổ động viên còn cho rằng UEFA cố tình làm như vậy vì họ không muốn được chứng kiến trận chung kết toàn Anh năm thứ hai liên tiếp sau khi 3 trên 4 đội bóng lọt vào bán kết Champions League năm ấy đến từ đảo quốc sương mù. Đương nhiên cáo buộc ấy bị UEFA gạt bỏ. Họ phạt thêm Drogba cũng như Busiva ở bên phía Chelsea vì hành vi không đúng mực hướng về phía trọng tài. Drogba bị cấm thi đấu 6 trận, Busiva nhận án kỷ luật 4 trận. Còn về phía Chelsea, họ bị phạt 85.000 bảng vì để các cầu thủ cùng các cổ động viên có những hành vi không đúng mực hướng về các trọng tài. Nhưng các cổ động viên của Chelsea nào chỉ giận dữ bên trong sân vận động, sự bức xúc của họ còn kéo lên cả mạng xã hội, nơi những lời dọa giết trọng tài Orebo được đăng tải một cách tràn lan. Vị vua áo đen sợ hãi đến mức cảnh sát thành phố Oslo, nơi ông Orebo sinh sống, đã buộc phải vào cuộc để điều tra những cổ động viên Chelsea quá khích đe dọa tấn công gia đình ông. Cánh phóng viên thì thường trực xuất hiện phía bên ngoài tư gia của ông những ngày sau đó. Ông Tom Henry Orebo đã trở thành một người nổi tiếng theo cách chả ai mong muốn như vậy. Dù vẫn tiếp tục được coi là một trong những trọng tài hàng đầu tại châu Âu, sự nghiệp của ông Orebo đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ thời điểm đó. Ông được chọn vào danh sách 14 trọng tài của UEFA chuẩn bị cho World Cup 2010, nhưng sau đó không được đến Nam Phi. Cũng trong năm 2010, ông khép lại sự nghiệp của mình ở sân khấu quốc tế, chỉ còn điều hành các trận đấu ở giải đấu vô địch quốc gia Na Uy. Đến tháng 10 năm 2013, ông giải nghệ và gắn bó với sự nghiệp bác sĩ tâm lý từ đó cho tới nay. Còn với Chelsea, họ phải chờ thêm 4 năm nữa mới lại lọt vào một trận chung kết UEFA Champions League. Barcelona thì từ đó vươn lên mạnh mẽ, trở thành đội bóng vĩ đại nhất mà châu Âu từng được chứng kiến trong thập kỷ trước. Tất cả bắt đầu từ đêm định mệnh tại Stamford Bridge. Chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại câu chuyện ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn. Rõ ràng là khi hồi tưởng về trận đấu này, không nhiều fan Chelsea có thể nở nụ cười. Thậm chí chúng tôi còn khẳng định họ sẵn sàng thả một nút phẫn nộ nếu như có. Nhưng hơi tiếc là YouTube chỉ có like và dislike mà thôi. Nên nếu như bạn cảm thấy tức giận, hãy comment ở bên dưới. Cảm xúc của quý vị và các bạn khi nhớ lại trận đấu này có đau đớn, có phẫn nộ và có cả những sự phẫn uất nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay của Hồi ức Túc Cầu. Nhớ bấm subscribe kênh YouTube Hơi thở bóng đá. Bấm chuông để lắng nghe nhiều hơn những câu chuyện thú vị, những câu chuyện sâu lắng, những câu chuyện đã ở trong quá khứ nhưng vẫn mang cho chúng ta những cảm xúc cho đến tận ngày hôm nay và nhiều ngày sau nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào.